Với kèo airdrop Arkham đã được 5 phút crypto chia sẻ thì có nhiều anh em đã ăn từ 150 cho tới vài ngàn đô một ví. Đây là một khoản tiền không nhỏ giúp cho chúng ta vượt qua một năm kinh tế buồn. Được dịp anh em quan tâm thì hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn về 3 kèo airdrop seed đã xác nhận là có airdrop cho người dùng sớm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút crypto và mình là Kiều Anh. Magic Square có sự khác biệt so với phần lớn các dự án hiện nay trên thị trường. Để dễ hình dung thì dự án được phát triển nhằm trở thành một App Store hay là Google Play cho thế giới Web3. Bạn cần một nơi để tìm kiếm các DApp đang hoạt động hoặc là một nơi để tìm các dự án mới uy tín đã có sẵn sản phẩm ư? Magic Square sẽ giải quyết bài toán đó. Dự án hiện đã có hơn 300 DApp có mặt trên các chain khác nhau và có đủ thể loại từ DeFi, Gaming cho đến NFT. Quan trọng là dự án đã được đầu tư bởi nhiều cái tên nổi tiếng trên thị trường như là Binance Labs, KuCoin Labs hay là Crypto.com. Token của dự án sẽ sớm ra mắt trong quý 4 năm nay. Chính dự án đã xác nhận điều này, sẽ đổi điểm Karma thành token SQR khi mà dự án mainnet. Vậy thì việc của anh em bây giờ là gì? Hãy cùng 5 phút Crypto tìm kiếm điểm Karma cho mình ngay thôi. Đầu tiên thì bạn cần đăng ký một tài khoản Magic Square, đường link mình sẽ để ở bên dưới nhé. Sau đó bạn kết nối các tài khoản mạng xã hội ở mục Setting. Kết nối xong xuôi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lên đường để săn điểm thưởng thôi. Bước 1, bạn chọn mục Karma and Reward. Ở đây bạn sẽ thấy các hướng dẫn để nhận điểm Karma. Phần lớn điểm thưởng sẽ đến từ việc voting. Hiểu đơn giản thì bạn sẽ làm một validator để quyết định xem dự án nào xứng đáng để được lên Magic Store. Bước số 2, vào mục Vote on Project, chọn dự án muốn vote và bấm vào vote. Bước số 3, bạn sẽ di chuyển đến trang Snapshot, một trang voting cộng đồng được nhiều dự án sử dụng. Bạn có thể vote yes hoặc là no, tùy theo ý của bạn. Bước số 4 thì có thể mời bạn bè tham gia Magic Square để nhận thêm điểm thưởng. Với mỗi người thì bạn sẽ nhận được thêm 60 điểm thưởng. Tổng cộng là 1 tỷ token và dự án đã xác nhận rằng sẽ quy đổi Karma thành đồng SQR thì nếu làm đầy đủ, bạn sẽ có thể nhận được từ vài trăm cho đến vài ngàn đô ấy, tùy theo độ chăm chỉ của bạn. Ngoài ra thì dự án còn có Hot Offer, một tính năng giúp bạn nhận các ưu đãi từ đối tác của dự án như là chương trình Cashback, mua 1.000 token DOX, nhận lại 100 token DOX trong vòng 3 ngày. Bạn có thể tự tìm hiểu để nhận các ưu đãi khác từ dự án nhé, có khá là nhiều trên trang chủ này. Tương tự với Gas, SoQuest là nền tảng nhiệm vụ giúp dự án kết nối với cộng đồng crypto. Mô hình hoạt động thì hiểu đơn giản như sau. SoQuest cung cấp công cụ và nền tảng giúp dự án chạy các chiến dịch quảng bá cho cộng đồng. Người dùng sẽ tham gia và nhận về nhiều phần thưởng giá trị như là NFT, whitelist, token hay là USDT. Dự án đã gọi vốn thành công 3 triệu đô ở vòng seed round với MM nổi tiếng nhất thị trường hiện nay như là Zom Capital và KuCoin Venture. Hiện tại thì dự án đã xác nhận rằng sẽ có airdrop cho những người dùng sử dụng thông qua hệ thống tính gem. Tổng cộng thì chúng ta sẽ có 5 cấp bậc, đạt được từ mức 4 cho đến mức 5, bạn sẽ nhận được airdrop khi mà dự án phát hành token. Để kiếm gem thì cũng khá là đơn giản thôi. Bước số 1, bạn truy cập vào trang web, kết nối ví và min NFT chứng nhận thành viên. NFT này ở mạng BNB, miễn phí và bạn chỉ cần trả phí gas thôi nhé. Bước 2, chọn mục Profile, liên kết các tài khoản mạng xã hội của bạn như là Twitter, Discord và Telegram. Điều này sẽ giúp dự án kiểm tra xem bạn có thực hiện đúng các nhiệm vụ hay không. Bước số 3, đó là chọn mục Campaign, chọn một event bất kỳ và thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như là like, tweet và tham gia Discord. Từ đó thì bạn sẽ nhận lại được từ 10 cho tới 20 gem. Ngoài ra còn có thể điểm danh mỗi ngày. Bạn có thể khám phá dự án và tích lũy gem ngay từ bây giờ nhé. Dự án này có lẽ đã không còn quá xa lạ với các anh em viewer của 5 Phút Crypto. Dbank chuyên cung cấp các công cụ để quản lý ví, theo dõi danh mục đầu tư. Với Dbank, anh em cũng có thể săn kèo thông qua theo dõi ví cá mập, cá voi. Chi tiết hướng dẫn đã có ở video này nhé. Dbank đã gọi vốn thành công 25 triệu đô từ hàng loạt các tên tuổi nổi tiếng trên thị trường như là Sequoia Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Venture và Crypto.com. Dự án đã xác nhận rằng sẽ có token trong tương lai và sẽ có phần thưởng dành cho người đóng góp. Để tham gia thì bước 1 mọi người cần chuẩn bị một tài khoản Dbank, link đăng ký mình sẽ để ở bên dưới nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tương tác với Dbank thông qua các mục như sau. Đầu tiên đó là Web3 ID. Vào mục Setting, chọn My Web3 ID,
Sẽ có tổng cộng 100.000 Web3 ID có thể được mint để định danh ví. Bạn sẽ tốn khoảng đâu đó 96 đô làm phí, vì thế có thể cân nhắc mint hoặc là không nhé. Tiếp theo đó là Stream, tính năng social mới nhất của Dbank. Với tính năng này, bạn có thể đăng bài và tương tác với các bài viết khác tương tự như là trên Twitter hoặc là Facebook. Với mỗi bài viết mà bạn tương tác, chỉ số đo sự chú ý sẽ được tính bằng đô, cho biết bài viết của bạn thu hút được bao nhiêu người. Bạn có thể đăng bài viết, thu hút người xem và follower. Đây có thể là tiêu chí giúp dự án ghi nhận được sự đóng góp của bạn đối với cộng đồng Dbank. Ngoài ra thì dự án còn có hệ thống giới thiệu người mới. Bạn có thể lấy link chia sẻ ở góc phải phần hồ sơ nhé. Càng có nhiều người đăng ký thì airdrop của bạn khi mà token được phát hành sẽ càng lớn. Tất cả link về các tính năng của Dbank cũng sẽ được mình để ở phần mô tả của video nhé. Bạn có thể tham gia ngay từ bây giờ để đón cơn sóng airdrop sắp tới nhé. Chúc mọi người săn airdrop thành công, tích lũy thật là nhiều sen để chờ đợi cơn sóng uptrend tới. Đừng quên là các tin tức về vũ trụ crypto sẽ được cập nhật sớm nhất ở kênh Twitter và Telegram của 5 Phút Crypto. Còn riêng anh em nào muốn tìm hiểu về trade thì đừng quên khóa học Trading Wake Up Online hoàn toàn miễn phí do 5 Phút Crypto tổ chức. Khóa học phù hợp với cả holder và trader muốn tìm hiểu một cách nghiêm túc để tự tìm kiếm cơ hội giao dịch cho mình, kiểm chứng các kèo côn và tối ưu vị thế hầu của bản thân. Tuyệt đối nói không với all-in hay là làm giàu cấp tốc. Hãy cùng 5 Phút Crypto xây dựng một cộng đồng tỉnh thức và bình an trong đầu tư tài chính. Link khóa học miễn phí và những ưu đãi hấp dẫn sẽ được ghi ở phần bình luận nhé. Mọi thắc mắc về các kèo trong video thì anh em có thể comment ở phía bên dưới nhé. 5 Phút Crypto sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Airdrop là khía cạnh khá là độc đáo của thị trường crypto. Tuy là làm video hướng dẫn ấy, thì nó có hơi khô khan một tí, nhưng mà chọn đúng dự án để làm airdrop thì có thể bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó nha. Cảm ơn bạn đã xem đến tận phần này của video. Chúc bạn có một đời sống tài chính bình an và một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại bạn.